chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, Kiên Giang ảnh hưởng bởi áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, có vị trí và cường độ ít thay đổi. Do đó, thời tiết ở khu vực này ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời se lạnh, gió bắc đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Kiên Giang trong 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, sau thì ổn định. Thời tiết khu vực mây thay đổi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng không mưa, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ dao động trong ngày từ 21 cho đến là 32 độ. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Rạch Giá. Thưa quý vị, ở khu vực này mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng từ 23 cho đến 31 độ, gió bắc đến đông bắc cấp 2. Khu vực thành phố Hà Tiên, khu vực này mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng từ 23 cho đến 31 độ, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Đến với các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, thưa quý vị, ở khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ mức 23 cho đến là 31 độ, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riền, mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ ngưỡng 23 cho đến là 30 độ, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Đến với các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày cũng dao động ở mức nhiệt độ từ 23 cho đến là 30 độ, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực thành phố Phú Quốc, mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở ngưỡng từ 24 cho đến là 31 độ, gió bắc đông bắc cấp 3, cấp 4, độ cao sóng dưới 1 mét, biển bình thường. Khu vực ven bờ Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc, khu vực này mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 24 cho đến là 32 độ, độ cao sóng dưới 1 mét, gió bắc đông bắc cấp 4, biển bình thường. Khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thủ Chu, khu vực này mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở ngưỡng từ 23 cho đến là 31 độ, gió đông đông bắc cấp 4, độ cao sóng dưới 1 mét, biển bình thường. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.